Rồi, rồi tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá tụi mình tổ quốc. Hôm nay tụi lên một clip gồm 12 câu nha anh em. 12 câu này, 12 câu các con hàng kiện Nhật thì đa phần là clip này em ra toàn là hàng của Shimano và Daiwa. Thì hàng là hàng carbon hay da. Rồi, điểm vô cụ thể lên từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán với hàng lỗi không giống clip em lên đó thì anh em gửi lại em. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên trong người là một cây cần hai ngọn nha anh em, hai ngọn. Thì cây này là một cây cần của cái này cây cần của anh Pha Tắc Cồn nha nè, hàng anh Pha Tắc Cồn, hàng là hàng carbon đó, hai ngọn carbon nha nè, chất liệu carbon fan Fuji bass Fuji. Thì cây này dài 2m7 hai đọt nha nè, 2m7 hai đọt, một đọt cứng 30, một đọt cứng 50 đó. Thì độ cứng nó chạy đều tầm khoảng 30 50 và 50 80 nha nè, nó hai đọt nha. À, dạng này về cho anh em câu lăng xe nè, câu lăng xe chai chép nha. À, chất liệu carbon nha, đọt là đọt thấp. Fan là fan Fuji, bass là bass Fuji, hàng Japan nha. À, bass Japan. Cái đẹp nha mọi người. Ngoại hình còn ok, không lỗi lầm. Đây hàng của Korea xuất Nhật nha, cái này nó bị chóc keo một tí nè, đó. Sao anh báo anh em vậy? Fan là ok hết. Thì cái này nặng là 260g, đọt là 1.7 và đọt 2.1. Rồi, giá công khai cây số 1, giá là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cây số 1. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em đơn trong người là một cây cần phan lá. Thì cây này cực kỳ đẹp luôn. Đó, cây này hàng của hàng Robit nha anh em, hàng Robit. Thì dòng này em lấy từ thị trường Nhật về. Đó, ngoại hình cây này mới ra tầm khoảng 95% nha mọi người. Dính keo nè. Cây này cứng 80, dài 3m3. Đó, thông số cực kỳ chuẩn nha mọi người. À, gốc đó chậm nha. Đó, phen là phen lá. Keo nè, còn rất là đẹp luôn. Bát, miếng bao điểm còn luôn. Đó, sao phải cặn cảnh cho anh em xem. Đây, cứng 80, dài 3m3. Phen lá xít nữa. Đó, đầu lóng còn rất là đẹp nha mọi người. Tất cả còn rất là ok luôn. Độ xước xác nó hình như là không có luôn nha mọi người. Đó, rất là ít luôn. Đó. Có thì do trong quá trình vận chuyển cũng thôi, em chuyển hàng qua chuyển hàng lại nó bị xước thôi. Thì góc này góc đối trọng nha nè, làm cho nó đầm cái cần lại. Đó. Cần cực kỳ đẹp luôn. Phen lá nha nè, phen lá xít nguyên bộ nguyên zin. Rồi, cây số 2 thì cây này dài 3m3, cứng 80, nặng là 480g. Đọt là 2.2. Thì cái này cái góc này không ạ, cái góc này không nên có cục đối trọng này nè, thì nó nặng là 370 anh em đó, 370g. Rồi, giá công khai cây số 2 giá là 1.6 triệu. Thì cái này về cho anh em có tra chép, anh em tra chép săn hàng đó, cực kỳ ok luôn, bao đẹp nhá. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 bên trong người là một cây Shimano. Cây số 3, cây số 4 là một cặp nha nè, 3-4 là một cặp. Thì cây số 3 bên trong người là một cây Shimano đó, hàng nội địa. Thì cái này dài 2m7, độ cứng ra tầm khoảng 60 và 80. Độ cứng 60-80, còn full túi nha mọi người. Mọi người, thì cái này 2m7, 2 khúc, thu gọn là 140, 1m4 nha anh em, thu gọn là 1m4, nặng là 240g, đọt là 1.6, đọt thấp nha anh em, đó, góc là 22. Thì độ cứng nó là độ cứng ra tầm khoảng 60-80, giá bán tại ngực là ra tầm khoảng 20.000 yên, ra đâu đó ra tầm khoảng 4.500.000, 5 triệu từ Việt Nam nha mọi người. Đó, tính chi phí vận chuyển đó. Đây, nó đây đó. Đây, nó có bị xước cái này nha mọi người, xước cái này. Thì phôi chất liệu carbon là chất liệu carbon hay da. Đây, đó. Bát là bát Fuji đời cao. Thì cái này về em chưa vệ sinh luôn nè, nó giờ anh chị em chịu khó vệ sinh chùi rửa lại giúp em, càng còn đẹp nha nè. Độ xước xác thì có nha mọi người, vẫn có xước xác. Bu là bu bu xít nè, bu xít. Phen là phen Fuji lõi xám nha nè, phen Fuji lõi xám. Đọt tháp nha nè, thì cái đọt tháp này hàng của Shimano, dạng hàng hệ á, nó báo tín hiệu cá cực kỳ đã nha mọi người. Đó, cực kỳ nhẹ tín hiệu cá nha. Đó, carbon sẵn hay da nha mọi người. Đó, cái này anh em câu lăn xe chai chép thì thoải mái rồi. Đó, đánh bao lực luôn. Đó, độ cứng cực kỳ chuẩn với chiều dài. Rồi, giá công khai cây số 3 giá là
giá là 1,6 triệu nha nè. Đó, rồi cái số 4 nha mọi người. Thì cái số 4 vẫn là một cây Shimano. Thì hai cái này một cặp cùng thông số nha mọi người. Đó, cùng thông số. Chất liệu là chất liệu cũng carbon hay da. Đây, sẵn găng guốc cho mọi người. Đó, đọc vẫn là đọc tháp, đọc 1,6. Độ cứng là 60-80. Bu là bu xít cho anh em, bu xít. Đó. Phen là phen Fuji đỏ xám nè, cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó, hàng nguyên zin, nguyên kiện, công độ chế, liên keo tự chỉ tự lệ hết. Rồi đẹp. Cái xước đây tí thì hàng này thì dùng qua rồi nên nó xước là chuyện bình thường nha anh em. Đó. Rồi giá công khai cây số 4 giá là 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu cộng ship bằng với cây số 3. Theo cây số 5 bên cho mọi người là một cây cần Shimano hàng carbon Hipower X. Thì cây số 5 là cây số 6 cũng là một cặp nha anh em, chính em lên về một cặp cho anh em săn hàng. Cái này anh em rất là thích đi luôn, nó sắp hai cặp đi là khỏi chê. Đó, đẹp cực kỳ. Thì cây này một cây Shimano Hipower X hồi phô carbon sẵn hai da anh em. Đó, sẵn khỏi chê đâu được hết chứ mọi người. Đó, đọt đọc tháp nha nè, đọt là đọc tháp. Phen là phen Fuji dạ quang. Đây, phen nguyên zin nha nè, bung nguyên zin luôn. Đó, góc này quay cực kỳ đẹp các phen nha mọi người, phen cực kỳ đẹp luôn. Thì cần thì độ xuất sắc nó vẫn ít nha nè, ít, rất là ít xuất sắc luôn. Đây, sẵn thế này là khỏi chê đâu rồi. Hàng này hàng nội địa nha mọi người, hàng nội địa Sepen. Đây, Sepen nha. Thì cái này hai đọt, một đọt cứng là 40-60, một đọt cứng là 60-80 nha nè. Đó, thì độ cứng nó sẽ chạy dài vào trong vì đọt thấp. Đó, cực kỳ ok nha nè. Thì cái này nặng là 290g, đọt là 2.3 ly. Đọt 2.3 ly là độ cứng 40-60, đọt 2.6 ly độ cứng là 60-80. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu cây số 5, hai đọt. Tiếp theo là cây số 6. Thì cây số 6 vẫn là một cây Shimano Hipower X, thì cây này vẫn quậy luôn, hai đọt nha anh em. Đó, hai đọt. Bát là bát Fuji tem vàng, phen là phen Fuji dạ quang. Phôi carbon sắn. Đó, phôi carbon sắn răng rút. Đọt vẫn là đọt tháp, hàng nguyên sinh nguyên kiện, chưa độ chế, không độ chế nha anh em. Đó, phen khỏi chế rồi. Đó, phen dạ quang này mà anh em câu buổi tối á, pha đèn vô một cái là dễ nhìn luôn. Đó, rất là dễ nhìn. Rồi, cây này với cây số 5 bằng cùng thông số nha nè. Đó, đọt vẫn là đọt 40-60 và một đọt 60-80 nha nè. Đó, dài 2m7. Rồi, giá công khai vẫn là 1,8 triệu nha nè. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho mọi người vẫn là một dòng cần hàng hệ hàng của Daiwa. Thì dòng này dòng Daiwa Holylock carbon wicker anh em, dòng carbon sắn ít đó mọi người. Đây, bát là bát Fuji tem vàng, phen là phen Fuji lỗi xám nha anh em, phen Fuji lỗi xám. Hàng carbon hai da nè. Đó, thì cái này cứng 30 dài 3m nha anh em, cứng 30 dài 3m. Thì độ cứng này chỉnh rất là chỉnh cho anh em câu lăn xê luôn, lăn xê hay anh em câu chép á, cực kỳ ok. Đó, đây, phôi đọt của nó là phôi cargo nha anh em, góc của nó là góc carbon sắn ít đây. Đó, đây tháp dưới đây là carbon sắn ít nè. Đó, hàng này hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa, hàng đây qua carbon wicker. Thì ngoại hình vẫn có xuất sắc li ti nha anh em, ngoại hình vẫn có xuất sắc li ti nhưng mà không ảnh hưởng gì cái phôi. Thì cây số 7 này nặng là 340g, đọt là 2.7 ly, cứng 30, dài 3m. Rồi, giá cây số 7 giá là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần, vẫn là cần nội địa nha anh em, cần nội địa.
thì cây số 8 nên cho mọi người là một dòng cần carbon vít cơ đó, dòng Holy Lock carbon vít cơ. Thì dòng này là dòng carbon đời cao như nè, phôi là phôi carbon hai da, sẵn thì sẵn ít vảy cá nè, carbon sẵn ít vảy cá nè mọi người đó. Sẵn khỏi chè đâu hết nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Thì cái này cứng 50 và 3m6, chuẩn cho anh em câu cha chép lăng xe nha. Đó, câu giặt bờ biển cũng được, câu gần bù xít nha anh em, bù đầu bù xít. Đó, thì cái này đây, cái phen này em đi keo lại nè, đó em mọi người, đó không, hàng đi keo lại, em nói đi keo lại liền. Đọt quẳng này đọt sẵn ít nha anh em. Đó, bát là bát đây qua, hàng đẹp nha mọi người, hàng ngoại hình đẹp. Thì cái này nặng là 300g, đọt là 21, cứng 50, dài 3m6. Rồi, giá công khai cây số 8, giá quấn là 1.2 triệu nha mọi người, 1.2 triệu cây số 8. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 em lên cho mọi người là một dòng cần đẩy qua Holy Lock. Thì dòng này là một dòng cần cực kỳ nhiều anh em săn luôn, vì cái phôi nó chỉnh với rất là đẹp đây mọi người. Đó, đây, nó có xước sát nha mọi người, vẫn có xước sát. Phen là phen Fuji loại xám, carbon là carbon hai da, bát là bát Fuji tem vàng. Đây, nó xước sát li ti cho nè, đó. Phen thì ok hết rồi, không lỗi lầm gì hết. Đó, phôi thì quá chuẩn rồi, đó, dòng phôi đây qua này quá chuẩn. Khỏi chè đâu được hết nhanh nè. Bát là bát Fuji Japan đóng chữ luôn. Phen là phen loại xám đây mọi người. Đó, phen loại xám. Thì cái này cứng 80, dài 3m3 nha mọi người. Cứng 80, dài 3m3, chiều dài với thông số kỳ đẹp cho anh em đánh lăn xe, tra chép thoải mái nha, đánh giặt bờ biển. Thì cái này nặng là 480g, đọt là 3 ly. Giá công khai cây số 8, giá công khai là 1.6 triệu nha nè. Đếm là cây số 8, 8, 9, cây số 9 nha nè. Đó, cây số 9 giá là 1.6 triệu nha. Đó, cây số 9. Rồi, tiếp theo cây số 10, 11, 12. Thì ba cây này là ba cây cùng thông số nha nè, ba cây thùng cùng thông số luôn. Đó, đều là dài 2m7, độ cứng là độ cứng 80. Đây, đó. Thì chất liệu là liệu carbon sắn nha nè, chất liệu là liệu carbon sắn, sắn ít. Bát là bát Japan. Đó, cái này cứng 80 và 27 nha nè. Đó, ba cây này thì ba cây cùng thông số hết nha. Đó, dạng này thì anh em nào thích sưu tầm hay về đánh câu lăn xe á, để hai ba cây á, gần nhau á, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, đây nó có xước sát nha mọi người. Đó, sáng ít nha mọi người, carbon sáng ít. Rồi, cây số 10, cây số 10 thì nặng là 400g, đọt là 3 ly. Đó, rồi, giá công khai cây số 10, giá là 1.5 triệu nha nè, 1.5 triệu cây số 10. Tiếp theo cây số 11, vẫn quậy, sáng ít toàn thân. Thông số thì như nhau luôn, đó, 3 cây giống nhau. Đó, cứng 80 và 27, carbon sáng ít. Khỏi chê đâu hết, sắn tới ngọn nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, giá vẫn là 1.5 triệu nha anh em, cái số 1 1.5 triệu. Anh em cần báo em chụp cận cảnh là ba cây này cho anh em xem nhé. Tiếp theo cây số 12, đó, vẫn là cây carbon sắn ít nè, đây qua Holy Lock. 80 27, sắn khỏi chê, đó, đọt 3 ly. Cứng 80 và 27 nha anh em. Đó, cộng bó sắn. Rồi, giá công khai cây số cuối cục cây số 12 khoảng là 1.5 triệu nha anh em, 1.5 triệu còn tiếp. Đây, đó tổng cộng 12 cần em lên cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.